Thầy Park tiết lộ điều tự hào về Văn Thành, cả Đông Nam Á tìm hiểu cầu thủ mang áo số 17 của Việt Nam. Một cú sút căng như nã đại bác giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan tối 13 tháng 1 trên sân Mỹ Đình, qua đó nuôi hy vọng ở trận chung kết lượt về. Người hùng ấy là Vũ Văn Thành. Đêm qua, cả Đông Nam Á đã ráo riết truy tìm thông tin của cầu thủ số 17 được mệnh danh là Roberto Carlos của Việt Nam. Hậu vệ Vũ Văn Thành chia sẻ, mệnh lệnh của huấn luyện viên Park Hang-seo khi được tung vào sân trong hiệp 2 và sớm có bàn gỡ hòa chung cuộc 2-2 cho Việt Nam trước Thái Lan. Vũ Văn Thành vào sân ở phút 85 thay cho Hồ Tấn Tài. Chỉ 3 phút có mặt trên sân, anh có bàn thắng cực đẹp tung lưới Thái Lan, qua đó giúp Việt Nam có trận hòa 2-2 trước đối thủ. Như vậy, đội tuyển Việt Nam cần thắng trước Thái Lan hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên ở lượt về trên sân đối thủ thì mới chắc chắn vô địch AFF Cup 2022. Phát biểu về bàn thắng quý như vàng giúp Việt Nam có được trận hòa, hậu vệ Vũ Văn Thành nói: "Tôi rất hạnh phúc khi đã ghi được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng quý giá nhằm tạo động lực cho toàn đội chiến đấu ở trận lượt về. Tôi tin rằng cơ hội được chia đều cho cả hai đội, đội nào tận dụng tốt cơ hội thì sẽ vô địch." Văn Thành bật mí mệnh lệnh của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi đưa anh vào sân. Thầy bảo cứ dâng lên tấn công thật nhiều, đội đang cần bàn thắng. Anh nói tiếp: "Tôi nghĩ toàn đội đã chơi tốt ở tất cả các vị trí trên sân. Đáng tiếc chỉ một vài khoảnh khắc không tập trung mà đội đã để xảy ra bàn thua." Nói về Thái Lan, Văn Thành đánh giá, Thái Lan đã có chiến thuật rất hợp lý dẫn đến gây khó khăn cho Việt Nam trong hiệp 2. Toàn đội sẽ phải cố gắng ở trận chung kết lượt về để mang về chiến thắng cho người dân Việt Nam. Vũ Văn Thành sinh ngày 14 tháng 4 năm 1996, quê ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, là cầu thủ chơi ở nhiều vị trí như tiền vệ cánh và hậu vệ biên. Không ít người hâm mộ từng gọi Văn Thành là Roberto Carlos Việt Nam vì vòng đùi cơ bắp và khủng bậc nhất của đội tuyển Việt Nam. Đó có lẽ cũng là lý do mà trong rất nhiều trận đấu, hậu vệ cánh người Hải Dương thường xuyên vén quần để lộ bắp đùi của mình. Sau cú nã đại bác tung lưới Campon tối ngày 13 tháng 1 trên sân Mỹ Đình, thì rõ ràng Roberto Carlos Việt Nam đã cho thấy sức mạnh thực sự của cơ bắp. Đó là một cú sút không thể cản phá và xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải. Với bàn thắng này, Văn Thành đã giúp thầy Park tránh khỏi thất bại trong lượt trận cuối cùng của ông trên sân Mỹ Đình. Còn các đồng đội của anh thì thắp niềm tin trước trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam vừa cầm hòa đáng tiếc 2-2 đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tại AFF Cup 2022 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Có lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước ở hiệp 1 với bàn thắng của Tiến Linh. Tuy nhiên, hiệp 2 trở nên cực kỳ khó khăn khi tuyển Việt Nam lần lượt để thua 2 bàn liên tiếp. Bàn thắng của Văn Thành ở phút thứ 88 mới có thể giúp tuyển Việt Nam giữ được tỷ số hòa trên sân Mỹ Đình. Để thực hiện được mục tiêu giành lại chức vô địch từ tay người Thái, đội tuyển Việt Nam sẽ phải có kế hoạch tốt và chuẩn bị chu đáo cho trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Thi đấu sân khách với áp lực lớn từ cổ động viên Thái Lan, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải vượt qua tất cả khó khăn. Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch trong các trường hợp. Trận lượt về, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan với bất kỳ tỷ số nào. Nếu không thể thắng, tuyển Việt Nam cần hòa tuyển Thái Lan với tỷ số từ 3-3 trở lên để hơn về số bàn thắng sân khách, qua đó vô địch giải đấu. Trường hợp cuối, tuyển Việt Nam phải cầm hòa Thái Lan 2-2 và chiến thắng trên lượt sút luân lưu. Dù là bất kỳ trường hợp nào kể trên cũng đều rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi tuyển Thái Lan sẽ thi đấu trên sân nhà với sự tự tin cực lớn. Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Thammasat vào lúc 19:30 phút ngày 16 tháng 1 tới. Ngày mai 14 tháng 1, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu này. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 và còn nhiều cơ hội lên ngôi vô địch AFF Cup 2022. Chúng ta thắng 1-0 là vô địch mà, tại sao lại bi quan như vậy? Có đội mạnh, đội yếu nhưng không có đội nào hoàn thiện cả. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ sau trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0 trước Thái Lan trong hiệp 1 nhờ bàn thắng của Tiến Linh. Dù vậy, hai bàn thắng của Prosmes Avirai và Predadon Chamrasmi đã giúp Thái Lan lật ngược thế cờ. Dù Văn Thanh ghi bàn trong những phút cuối, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn gặp bất lợi. Nếu không đánh bại Thái Lan ở trận lượt về hoặc giành tỷ số hòa 3-3 trở lên, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể lên ngôi vô địch. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể thắng ở trận cuối cùng của ông trên sân Mỹ Đình. Với tôi, đây là trận cuối cùng trên sân nhà với tư cách huấn luyện viên trưởng. Tôi rất muốn thắng trận này để làm món quà vui cho người hâm mộ. Nhưng tôi xin lỗi vì chúng tôi không đạt được kết quả đó. Tôi cảm ơn cầu thủ, họ đã không từ bỏ trận đấu và nỗ lực tới giây phút cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo nói.
chúng ta cũng biết là có luật bàn thắng sân khách ở AFF 2022. Đội tuyển Thái Lan có lợi nhưng chúng tôi không từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định ông không phải thiên tài toán học để tính toán cơ hội vô địch của đội nhà. Tôi chỉ có thể nói đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, ông Park nhấn mạnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt về trên sân Thammasat của Thái Lan vào ngày 16 tháng 1 tới. Đây cũng là trận cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể thắng ở trận cuối trên sân nhà. Tôi vẫn nhớ trận đầu tiên, chúng tôi hòa Afghanistan một tuần sau khi tôi nhậm chức. Đó là trận đấu đầu tiên và hôm nay là trận đấu cuối cùng ở sân Mỹ Đình. Tôi vẫn chỉ có kết quả hòa. Thực sự hơi đáng tiếc, huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo rất toàn vẹn đó khi tới 14 bàn và là đội duy nhất chưa thủng lưới từ đầu giải AFF Cup 2022. Nhưng gặp kình địch Thái Lan thì lộ ra ngay điểm yếu và Đặng Văn Lâm buộc phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Hẳn không ít người sẽ cảm thấy tiếc cho đội nhà. Nhưng đừng tiếc bởi tuyển Thái Lan cho thấy đẳng cấp của mình, chứng tỏ được vì sao Việt Nam chạm trán họ luôn là thử thách khó nhằn nhất. Thậm chí nếu Đặng Văn Lâm không có mấy tình huống cứu nguy xuất sắc, hôm nay tuyển Việt Nam thậm chí đã thua voi chiến, ngay cả khi cây làm bàn Terasi đang đà vắng mặt. Đúng là các chàng trai áo đỏ đã khiến tất cả người Việt Nam vỡ òa và tự hào bởi màn mở tỷ số mãn nhãn, phối hợp đẹp mắt nhờ chiêu độc của thầy Park dùng Quế Ngọc Hải trong hiệp 1. Đó là phút thứ 24 của trận đấu, Hoàng Đức mở bóng dài đầy tinh tế và chuẩn xác cho Quế Ngọc Hải. Trung vệ lên tham gia tấn công không chê bóng một nhịp, rồi tạt vào trong để cái đầu của Nguyễn Tiến Linh xuất sắc trong phần việc còn lại, làm cháy lưới Thái Lan. Nhưng Thái Lan đã cho thấy vì sao để xứng đáng là trận chung kết trong mơ với những pha phối hợp triển khai tấn công của mình. Và nếu không nhờ góc cột khung thành cứu nguy, lưới của Văn Lâm đã có thể rung lên ngay trong hiệp 1, phút thứ 43 sau pha dứt điểm của Telethon Bumathan. Sau giờ nghỉ giải lao, Việt Nam nhanh chóng đánh mất lợi thế dẫn bàn khi để Thái Lan phá bẫy Việt vị thành công, gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 47. Là dấu ấn của Telethon Bumathan với đường truyền vượt tuyến đẳng cấp để Prodamet Azevira lên xuống trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới của Đặng Văn Lâm tại AFF Cup 2022. Khi trận đấu về phải xuất phát, trong lúc vòi chiến lên tinh thần thì chúng ta dần ở chiều ngược lại, lộ ra không ít vấn đề. Phải trong tình cảnh ấy mới thấy, người Thái vẫn có nhiều thứ để cho đoàn quân của thầy Park học hỏi, rút ra trước khi tái đấu sau 3 ngày nữa. Như một tất yếu cho diễn biến như vậy, tuyển Việt Nam để thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 63 lại đến từ vấn đề của hàng thủ. Cục diện hoàn toàn thay đổi, tinh thần tuyển Việt Nam thêm sút giảm, khiến người xem có cảm giác chúng ta có thể thua thêm. Thật may, nỗi buồn không xảy ra trong ngày mà huấn luyện viên Park Hang-seo có trận cuối cùng với người hâm mộ Việt Nam trên sân Mỹ Đình, trận chia tay sân nhà. Đúng hơn, sự thay người vào phút cuối cùng của ông đã phát huy tác dụng. Văn Thành vừa mới vào sân ở phút thứ 85, cứu Việt Nam thoát thua Thái Lan với cú sút sấm sét quân bình 2-2 không đầy 3 phút sau đó. Người Thái tiếc nuối, còn chúng ta thở phào. Giữ được kết quả 2-2 cũng phải kể đến màn cứu thua đáng giá của Đặng Văn Lâm ở phút bù giờ cuối cùng. Bởi nếu không có anh sửa sai cho đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chuyền bóng bất cẩn, tuyển Việt Nam có thể ôm hận những giây cuối. Thế nên đừng tiếc về kết quả 2-2 trên sân Mỹ Đình mà phải mừng vì chúng ta có được tỷ số ấy. Đúng là Việt Nam dẫn trước, nhưng trận đấu không chỉ có 45 phút và người Thái thậm chí có lý do để tiếc vì đã hụt chiến thắng. Đừng tiếc vì trận chiến tranh ngôi vương còn ở đó, ở cuộc tái đấu vào ngày 16 tháng 1 trên đất Thái. Danh hiệu AFF Cup 2022 vẫn đang gọi tên cả Việt Nam và Thái Lan, và ở cuộc chiến đòi hỏi cao cả về trí óc lẫn đôi chân, ai bản lĩnh hơn sẽ là người chiến thắng. Tuyển Việt Nam cứ cháy niềm tin và chiến đấu đến cùng không từ bỏ sau khi rút ra bài học ở lượt đi. Điều gì cũng có thể xảy ra ở chung kết lượt về AFF Cup 2022. Niềm tin chiến thắng, chắc chắn tuyển Việt Nam vẫn đầy tinh thần ấy. Hơn ai hết, họ muốn tặng quà ấy cho thầy Park. Chúng ta chỉ cần cổ vũ và tận hưởng chung kết trong mơ một lần nữa.